Nhưng mà đức thầy đó đâu có nghèo. Con đức ông, đức bà, ông cả thời xưa mà đâu phải nghèo đâu. Nhưng mà một khi khai đạo độ đời rồi đó thì đức thầy nó lại chớ còn ta cứ khổ lao hoài. Thầy chỉ luôn luôn dấn thân vào cái lao khổ để lo cho chúng sinh. Nào là đói nè, nào là đau nè, nào là giặc giả chiến tranh, đức thầy gánh hết trơn, có vậy thấy không? Gánh hết trơn, không có lúc nào đức thầy ngồi yên hưởng một mình hết, mà thầy chia sẻ cái công đức, cái phước báo cho mình hưởng hết trơn, cho mình hưởng hết trơn. Thì giờ chính mình là cái người hưởng phước của thầy rồi. Thì bây giờ cái phước của thầy đó mình hưởng rồi, bây giờ mình chia sớt cho người khác nữa, nghe lời thầy dạy mình chia sớt cho người khác. Kính thưa toàn thể cô bác anh chị em, hầu hết quý vị trên xe này là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, cũng đã thấm nhuần qua giáo lý cao siêu của thầy. Nhưng có một điều là chúng ta chỉ hiểu biết ở cái sự nhận thức của mình thôi, chứ chưa từng để nhận thức qua những cái lời cao siêu mà đức thầy chúng ta để lại cho hầu hết tín đồ ở trong quyển Thi Văn Giáo Lý. Cho nên cần hiểu biết thêm về giáo lý cao siêu của thầy tổ thì sẽ có một người để chỉ điểm cho chúng ta, để về chúng ta học hỏi thêm, tăng thêm phần hiểu biết, để nhằm phục vụ cho bản thân mình có thể được giảng sanh Tây Phương mà học đạo cho hoàn toàn, để trợ lợi cứu giúp chúng sanh. Đây là một điều căn bản của người học Phật tu nhân. Cho nên muốn hiểu biết về giáo lý cao siêu của tổ thầy trong giờ này thì chúng ta hãy ngồi lắng lòng và mọi quý vị mở mắt, đừng ngủ nữa. Đức thầy nói rằng đức thầy phải cho biết thức vị và toàn đạo kiếm bài. Thì mời quý vị sẽ gặp gỡ chú Mười trong giờ này, để chú Mười sẽ đến diễn đàn nói lên lời đạo đức cao siêu của thầy. Trân trọng kính mời chú Mười đến diễn đàn, và mời quý vị cổ vũ lớn một tràng vỗ tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa với hai em chủ nhà xe cùng với toàn thể chư quý vị đồng đạo, quý khách tham quan có mặt kính mến. Thưa quý vị, giờ này thì gần 21 giờ, tức là gần 9 giờ. Đoàn chúng ta vẫn còn tiếp tục tiến hành theo cái chuyến đi cứu trợ và tham quan Đà Lạt. Cái nhân duyên lần này hội đủ, tôi được cùng có mặt với quý vị trên xe nói riêng và cả đoàn ba xe nói chung trong cái chuyến đi lần này. Mong rằng chưa quý vị vui lòng thông cảm với trong cái chuyến đi, trong cái lúc sinh hoạt, trong lúc khi giao tiếp của chúng tôi có những điểm sơ sót, xin ghi nhận. Và bây giờ thì chúng tôi xin có vài cái lời để nêu lên lý do như thế này, rồi cái chúng tôi cũng xin cùng với quý vị mình chia sẻ ít lời về đạo đức. Thì thưa quý vị thế này nè, thì chúng tôi đã bắt đầu từ năm 2000, thì đoàn chúng tôi tổ chức đi núi cho tới năm 2010 là 10 năm tròn. Mỗi một lần đi như vậy đó là, mỗi một năm như vậy đó là đi 2 lần, vào lối tháng 3 và tháng 8. Tám là ngay cái ngày vía của Đức Phật thầy. Mỗi một lần đoàn chúng tôi đi thì khoảng 6, 8 hoặc 10 trên 10 xe cũng có, đôi khi cả 600, 700 người. Nên cái sức hậu cần mà phải lo cho khách á phải là chiếm một xe, tức là phải 50 người.
Nhưng mà trước khi đi đó thì phải họp lại trong ban tổ chức, phải phân bổ người có trách nhiệm nước phải lo cho tròn, người có trách nhiệm đãi phải lo tròn, người có trách nhiệm mùng mền nghỉ ngơi ăn uống giếng điểm dẫn đoàn, mỗi người đều có một cái trách nhiệm tròn hết, để trong cái chuyến đi trong mấy ngày về được cho nó chu đáo đối với khách tham quan, và ban tổ chức cũng làm tròn cái trách nhiệm. Thì lâu rồi, hơn 10 năm, mặc dù tôi cũng có đi núi, nhưng mà tôi thì đi với đoàn, chứ thì thật ra tôi không có tổ chức. Ai tổ chức tôi đi ké không ạ? Vậy cho nên cái sự sắp xếp của mấy anh em ở đoàn thì có. Nếu anh em cảm thấy cần thiết mình bàn bạc thì tôi biết được gì tôi thủ thỉ cái đó. Còn không thì mình cũng vui vẻ với ban tổ chức đoàn cũng như quý khách trong những chuyến đi núi. Cũng như tôi có đi cứu trợ ở Đà Lạt cũng 2 lần rồi, ở huyện Bắc Ái này nè. Và đây là cái lần chúng tôi có nhân duyên với phái đoàn ở Vĩnh Long nói riêng và tất cả quý vị nói chung. Lần thứ 3 chúng tôi đi. Thưa quý vị, đó giờ Tết cứ đi vùng ngoài lắm. Thì núi non hồi tôi thuộc về ông thần núi. Nhưng mà ít đi lắm. Đi làm cái gì mà nó có mang lại lợi ích cho đạo đức thì tôi mới đi. Nếu không thì mình dính thời gian để là học hỏi hành đạo. Vì mình thấy rằng đạo đức nó cần thiết hơn cho kiếp sống với con người. Thì tôi lập lại cái bổn cũ của đoàn đó, đoàn đi núi chúng tôi trước đó là thế này. Thứ nhất đó là khách tham quan đối với chủ nhà xe. Khi bước lên xe, quý vị thấy chủ nhà xe người ta có thông báo cho mình hai cái lý do. Thứ nhất là cái ghế, tức là khi mình ngồi, mình nằm, thì chỉ cho mình có cái nút nhấn bấm, muốn nằm thì cứ nằm, muốn ngồi cứ ngồi. Và thứ hai là chỉ cho mình cái sọt rác, để mình có ăn uống gì có vệ sinh như chú đáo. Mà vệ sinh là một cái môi trường hết sức cần thiết cho cái không khí chung của tất cả chúng ta. Ví dụ mình ở nhà thì có số ít người thôi, ở trong cái nhà thì nó rộng thì nó dễ, nhưng mà ở trên xe thì khoảng 40 mấy 50 người. Vì vậy mà cái không khí nó không có rộng, do đó phải có sự vệ sinh chu đáo để hơi thở mình nó thoải mái hơn. Cái thứ hai đó là khách tham quan đối với ban tổ chức, nghĩa là ban tổ chức có cái sự sắp xếp cho mình nghỉ, ăn, ngủ, chiến điểm, tham quan, hoặc là phân công cho mình phát quà hay làm mọi việc từ thiện nào đó. Thì thí dụ như quý vị nào có cần thiết phải làm cái gì mà nó mình phải lợi gặp ngay ban tổ chức. Ở trong cái giờ vấn đề phát quà hay là nghỉ ngơi, chuyện gì cũng vậy, mình cần gặp ban tổ chức để mình nêu lên cái lý do việc dạy dạy, để công việc là mình đi chung cho nó thuận và tốt đẹp hết, đâu đó nó logic cái việc làm. Ngoài cái vấn đề mình làm cá nhân, nó còn phải có cái việc làm tập thể. Và trong cái vấn đề làm tập thể đó, nó sẽ có nhiều người ngắm nhìn đến mình. Thì nếu mình làm vậy, tức là mình giống như một cái bó hoa tươi ở cái ngã ba đường, nghĩa là ai đi ngang phải ngắm nhìn tí. Và cái thứ ba đó là khách tham quan. Đối với khách tham quan, tức là đồng đạo đi chung với nhau thì mình quen thân nhau thì nó dễ. Có nhiều khi có những người ở xa mà mình chưa có quen nhau đó, ở nhà thì mình gần, mình ngồi gần với gia đình, với cha mẹ, với chồng vợ, con cháu, anh em. Nhưng mà lên xe thì không phải là người thân như vậy, mà lại là cái ghế ngồi thì nó có sát bên, nó có xa. Trong khi đôi khi sức khỏe mệt mỏi hoặc không quen đi xe, say sóng hoặc là buồn ngủ, đôi khi ngã qua ngã lại, rồi có đôi khi là cái chợt giấc nó mê man, rồi khi tỉnh dậy rồi xe xuống báo cho mình đi vệ sinh, thí dụ vậy, rồi sọt lộn dép hoặc lấy lộn đồ không chừng, thì cái đó đôi khi nó cũng xảy ra chút đỉnh. Cho nên khách tham quan với nhau, đôi khi mình ngồi trên xe mình vui vẻ thông cảm nhau, cái gì không phải cái mình khều khều xù xì cái biết rồi ha, vậy cho nó vui cái chuyến đi. Đáng lẽ thì cái sự sinh hoạt này tôi không phải nói, nhưng mà mình chỉ nói lên ít lời để mình có cái sự đi cho nó đâu chu đáo một chút cho vui vẻ, kể cả nhà xe, kể cả ban tổ chức và tất cả chúng ta cùng nhau đi làm cái việc từ thiện và đi tham quan. Thì thưa quý vị, tôi chỉ dài lại vậy thôi. Bây giờ theo cái sự sắp xếp của ban tổ chức thì sớm giờ nhiều đồng đạo cũng đọc giảng rất nhiều. Trên xe này thì cái đoàn thì 3 xe, mà cái xe này sao mà nó có phước quá không biết.
nhân tài tập tụ về đây đông quá, hai xe bởi người ta mắc nhu cầu qua mắc mắc qua xin mình chia cho bớt nữa. Ngồi đó mà người gạo cội ngồi ở đây nhiều quá nè, bây giờ tôi nói nó cũng hơi khó nữa. Thôi bây giờ tôi nói đó quý vị nhắm mắt lại đi, đừng có mở ha. Tôi dễ nói hơn nhưng mà thấy nó khó nói lắm ha. Thì bây giờ bây giờ thưa với quý vị như thế này, chúng ta đặt một câu hỏi, tại sao mình phải đi phát quà ở vùng xa? Tiền của mình có, mình làm để mình xài, gạo mình có để mình ăn, cho thì chung quanh ở nhà cũng cho được, thiếu gì người thiếu, cần gì chúng ta phải tổ chức cực khổ, rồi phải dành tiền, dành quà, rồi phải dành với nhau trong cái việc làm từ thiện để cho không người ta chia, cho mà không lấy gì hết trơn, không nhu cầu gì hết trơn. Mình có đặt cái vấn đề với câu hỏi đó hay không? Thử vấn đề là như thế này nè. Thời nào cũng vậy, Đức Thầy viết đó, Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh sống trong cõi ta bà chịu muôn ngàn điều khổ não kể chẳng xiết. Đó là văn Đức Thầy viết. Đã nói là chúng sinh có mặt trong cõi ta bà, và mỗi một chúng sinh đó là chịu muôn ngàn điều khổ não kể chẳng xiết. Thì trên cõi ta bà biết bao nhiêu chúng sinh như vậy điều khổ não, quý vị có tính đếm được không? Không được, tính đếm không được. Chính vì đó mà đối với người biết đạo biết tu, đối với người có tấm lòng thương người, mình phải có cái bộ não gọi là não đạo đức, bộ não thương người đó, để mình tính toán sao, vận dụng sao đó để chia sẻ cái phần nào về phía vật chất lẫn tinh thần cho những người khác họ hưởng. Dù phần quà của mình một phần như vậy nó không đáng là bao, nhưng mà giá trị con người rất là đáng, cao lắm quý vị à, không có thấp đâu. Còn nếu trường hợp chúng ta không đánh dấu hỏi như vậy đó, thì mình làm có tiền có quyền xài, mình có quyền cất nhà, mình ở, có quyền sắm xe mình đi, mình có quyền tạo dựng phương tiện để mình sử dụng, đâu ai nói mình được đâu, tại vì của mình mồ hôi nước mắt tạo ra mà. Nhưng mà nếu trường hợp chúng ta sống như vậy mà chúng ta không có hiểu đến những cái tình cảnh của những người nghèo khổ, như đoạn văn mình đã đọc Đức Thầy viết là chỉ muốn ngàn điều khổ não kể chẳng xiết, thì lẽ ra là mình sống cụ thể thì nó rất là sung sướng, rất là an lạc, nhưng mà tương lai bị mù mịt lắm. Tại sao? Là vì mình không có cái phước để nối cái khúc đường thứ hai cho mình. Cái khúc đường thứ nhất là mình chỉ sống ở kiếp con người thôi. Nếu chúng ta không tạo phước thì không có tạo phước đó, thì khúc đường thứ hai mình đi lên cõi trời không có đâu. Tại vì phước nhiều mới tiên cảnh lên rài. Và chúng ta phải nối luôn cái khúc đường thứ ba là về dự hội luôn qua. Còn phải chúng ta trao sửa tâm tánh với tu tập. Ở trong cái giai đoạn chúng ta làm từ thiện, chúng ta tặng quà cho người khác, chúng ta có thể hiện lòng từ bi thương người như thương mình. Chúng ta thể hiện cái món quà đó không có đáng để cho mình nhớ đến, một khi cho là xong. Giống như Đức Thầy giúp dạy mình là giúp đời đừng đợi trả ơn, miễn tròn bổn phận hay ơn bạc vàng. Rồi chúng ta nối luôn cái khúc đường thứ tư là từ ta bà về tới Tây Phương Cực Lạc. Đó là khúc đường hết sức đặc biệt. Mà cái khúc đường đó chúng ta phải nối bằng cái công đức của gì à? Nối bằng cái sự trao tâm sửa tánh. Tuy nhiên nó không rời cái việc phước thiện của chính mình của gì à? Bởi phước là cái phương pháp tu trợ lực cho cái vấn đề chánh hạnh giảng sanh giải thoát. Vì vậy nên phước và đức không thể tách rời được. Do đó mà bây giờ mình có cái sự suy nghĩ chu đáo như vậy đó, là mình thấy mình có bổn phận với thương yêu mọi người, giúp đỡ mọi người. Văn Đức Thầy viết thế này nè: hãy nghĩ đến người cũng như mình nghĩ đến mình, hãy dẹp lòng dị kỷ tham lam, rồi dung trồng phước đức bố thí kẻ nghèo hèn. Bây giờ đọc thử văn, giờ tôi đọc lại ha. Hãy nghĩ đến người cũng như mình nghĩ đến mình. Hồi đó tới giờ mình có nghĩ vậy không? Hãy dẹp lòng dị kỷ tham lam. Có khi nào mình nghĩ mình dẹp cái lòng dị kỷ tham lam, rồi dung trồng phước đức bố thí kẻ nghèo hèn, có không? Có, nhưng mà chưa nhiều. Có nhưng mà chưa nhiều, chứ chẳng phải là không có. Cái lần này đó là cái lần mình nghĩ mọi người là mình. Bởi vì Đức Thầy viết tất cả đều là máu. Máu là cái gì? Là nhân loại chúng sinh. Vì vậy cho nên họ cũng là nhân loại chúng sinh, mà mình cũng là nhân loại chúng sinh, thì mình nên chia sớt của mình cho họ. Mình chia sớt ít, 100 ngàn, 200 ngàn, không có nhiều. Vậy đáng mỗi một người, một trong gia đình đó, đâu phải 200 ngàn,
quý vị ngồi trên xe mỗi người phải từ bạc chục triệu, bạc trăm triệu không, một hai trăm ngàn đâu có đáng mà mình có cái khúc phước thứ hai về tới coi trời. Tức là mình nói được khúc đường thứ hai về tới coi trời. Sự thật ra khi chúng ta hiểu được cái việc làm mà trao quà, làm phước, làm từ thiện đó thưa quý vị, hiểu được rồi nói thiệt quý vị làm hoài không nghĩ đó, làm hoài không nghĩ đó chứ. Do đó mà mình biết bổn phận mới thương yêu người, giúp đỡ người. Sau khi mình bố thí kẻ người hèn rồi, đó là đối với hoàn cảnh bên ngoài, với mọi người, rồi mình trở lại với chính mình là sao nữa? Ráng công phu sám hối để có thể yên vui nơi miền cực lạc, lánh sự giả tạm ở cõi trần này. Đó là trách nhiệm của mình. Bên ngoài thì là giúp đời, bên trong thì là tu tập. Như vậy là cả hai mặt đầy đủ rồi, tự giác giác tha đầy đủ. Đó là ý nghĩa của vấn đề đạo Phật. Nếu trường hợp như mình sống chỉ biết mình không biết người thì nó có quạnh quá, nó nhạt nhẽo quá. Chắc có lẽ quý vị đọc giảng nhiều ai cũng hiểu cái câu chuyện Đức Thầy nói trong quyển nhất rồi, Lý Phủ Trọng Ngư mà. Quý vị thừa hiểu. Chúng ta phải làm như thế nào đó, đóng vai Lý Phủ chứ đừng có đóng vai Trọng Ngư. Kiểu mà lúc chàng Lý Phủ và đổ thừa Trọng Ngư đó ha, không được. Mình phải đóng vai cái gì cao quý hơn để giúp đời. Mai này mình nằm xuống, tất cả đều phải nằm xuống đến như ngày cuối đời của mình. Chúng ta còn là cái giá trị của một người con Phật, của một con người, giá trị ở xóm làng mình, quốc gia xã hội của mình. Điều đó chúng ta sao để xưa. Quý vị nghe Đức Thầy viết thế này nè. Thầy nói trần phú quý thì trần thông thả, chớ còn ta cứ khổ lao hoài. Mình giàu sang có tiền có của mình không, mình nằm không mình hưởng à, mình không nghĩ thương ai, không lo cho ai chứ. Nhưng mà Đức Thầy đó đâu có nghèo. Con đức ông đức bà ông cả thời xưa mà đâu phải nghèo đâu. Nhưng mà một khi khai đạo độ đời rồi đó thì Đức Thầy nói là chớ còn ta cứ khổ lao hoài. Thầy chỉ luôn luôn dấn thân vào cái lao khổ đi lo cho chúng sinh. Nào là đói nè, nào là đau nè, nào là giặc giả chiến tranh, Đức Thầy gánh hết trơn quý vị thấy không? Gánh hết trơn, không có lúc nào Đức Thầy ngồi yên hưởng một mình hết, mà Thầy chia sẻ cái công đức, cái phước báo cho mình hưởng hết trơn, cho mình hưởng hết trơn. Thì giờ chính mình là cái người hưởng phước của Thầy rồi. Thì bây giờ cái phước của Thầy đó mình hưởng rồi, bây giờ mình chia sớt cho người khác nữa, nghe lời Thầy dạy mình chia sớt cho người khác. Thì thưa quý vị, chuyến này là ý nghĩa như vậy, chuyến này ý nghĩa như vậy. Bây giờ đó, để tôi kể câu chuyện này cho quý vị nghe. Thì cái mình vài ý, một vài ý vậy đó. Thôi quý vị cũng ráng nhắm mắt nha, đừng có mở mắt, để tôi kể xong câu chuyện thôi mở ha. Ngày xưa ở bên Trung Hoa đó, con đường đi không như bây giờ, khó khăn lắm. Mà người xưa Trung Hoa thì là một cái nơi dễ chiến tranh, nhưng mà cũng là một cái nơi có nhiều nơi những vị thiền sư đại đức tu hành hết sức là nổi. Nhưng mà ở một khu nọ lại có ba cái người không cùng gia đình mà cùng bạn bè. Một anh đó là nhà nho, một anh đó là thầy thuốc, và một anh là nông dân nhà quê. Ba anh kết thành tình bạn. Rồi bây giờ ba người cùng đồng một chí hướng là đi tìm cái nơi nào đó để lập nghiệp, tức là lo làm ăn để lo cho cuộc sống. Ba người cùng đồng chí hướng như thế thì người nào cũng cùng đi với nhau. Nhưng mà ngày xưa thì quý vị biết đâu phải như bây giờ đi đường bộ không à. Thật ra con đường đi nó phải trải dài thời gian, hai ngày mới tới. Đêm thì phải kiếm chỗ nơi nghỉ ngơi, sáng ra thì bắt đầu tiếp tục khởi hành bằng đôi chân của mình. Thì hôm nọ, bữa đó đó, mấy anh đi là nghỉ hết một đêm rồi. Tới đêm thứ hai mà chưa có tới cái vị trí để mình mà muốn lập nghiệp. Bây giờ ba người tối rồi lúng túng, không biết sao. Sao lại quay nhìn qua cái phía bên đó gần có cái thôn. Thì mấy anh mới tính thôi bây giờ ở đó có cái thôn, thôi mình lại đó mình hỏi nhờ ta ngủ nhờ một đêm, rồi sáng mai đó mình khởi hành. Thì ba người cùng nhau đi lại đó. Đó hỏi ra chủ nhà ngủ nhờ đêm thì sao lại đó. Lại mai là có cái thôn đó, nhà ở đó có cái ông chủ nhà, ông có cái cất cái nhà cho mướn ngủ. Mình gọi là nhà nghỉ bây giờ vậy ha. Nhưng mà mấy anh này thấy nói vậy thì mừng quá. Vậy là mình đêm nay mình mướn có chỗ nghỉ được rồi, nghỉ đêm được rồi, khỏe rồi. Thì vô hỏi ông chủ nhà. Thì ông nói bây giờ tôi nói thiệt chứ mấy chú đó, bây giờ tôi thì chủ nhà cho mướn thiệt,
Nhưng mà nhà của tôi bây giờ đó báo với mấy chú là bây giờ cho mướn hết trơn, chỉ còn có một giường một hạt. Mà bây giờ ba người làm sao ngủ một giường được. Thật ra bây giờ tôi cũng không được, mà tôi từ chối cũng không được. Nếu tôi thì quý vị ngủ không được phiền trách tôi. Mà nếu tôi từ chối đó thì quý vị cũng khổ não lắm. Giờ nửa đêm rồi, biết sao giờ tối rồi. Như vậy thì ba anh tính tới tính lui tính hoài không ra. Thấy vậy đó, bây giờ đó cái ông chủ nhà mới nói thế này nè, ông nói tôi được rồi. Bây giờ tôi ra cái câu đối, hễ anh nào mà trả lời được đó thì tôi chấm điểm anh đó đậu, anh đó được nghỉ. Còn cái anh nào mà trả lời nghe không được không đậu đó hen, thì cái anh đó chịu khó ngủ ngồi. Chứ sao giữa có cái giường mà có người ngủ à. Chà, không biết tôi nói hồi tôi ngủ ngồi hay sao nữa đây. Thì quý vị biết nói như vậy đó, ba anh chàng anh nào cũng tỏ ý hết á, đồng ý. Ông nhà nho ông cũng đồng ý, mà ông thầy thuốc cũng đồng ý, mà anh nhà quê cũng đồng ý, ba người đồng ý hết trơn. Thì lúc bây giờ đó ông chủ nhà ông mới ra câu đối thế này nè. Ông nói đó, câu thứ nhất đó là thượng xuất hạ bất xuất. Câu thứ nhất nha. Câu thứ nhất là thượng xuất hạ bất xuất. Câu thứ hai đó, hạ xuất thượng bất xuất. Câu thứ ba là thượng hạ gia xuất, và câu thứ tư là thượng hạ gia bất xuất. Đó là cái bốn cái câu mà ông chủ nhà trọ ông đốt. Thì bây giờ đó bắt đầu khi nghe xong rồi đó, thì cái ông nhà nho đó ông trả lời trước. Ông nhà nho ông trả lời ông nói được rồi, vụ này gì chứ vụ dễ, tôi rành chữ nho lắm. Bây giờ để tôi trả lời với ông nha. Rồi mình nghe từng ông trả lời. Cái ông nhà nho bắt đầu trả lời thế này, ông nói là thượng xuất hạ bất xuất đó, cái chữ nho nó là chữ do. Bị chữ do nó bốn cái mặt giống như chữ khẩu vậy, mà ló đầu trên không ló đầu dưới, gọi là thượng xuất hạ bất xuất. Cái ông chủ nhà trọ ông chịu. Bây giờ tới câu thứ hai là hạ xuất thượng bất xuất, tức là cái câu thứ hai vậy đó, là nó, cái chữ bốn nét nó cũng giống vậy, nhưng mà nó kéo cái đầu dưới ló đầu trên không ló, cái chữ nó gọi là chữ thân, tức là hạ xuất thượng bất xuất, tức là có ló dưới mà không có ló trên, thì chữ hán nó vậy mà. Rồi cái câu thứ ba là thượng hạ giai xuất, tức là vừa trên vừa dưới đều có. Thì cái ông nhà nho ông nói vậy là chữ trung. Bởi chữ trung nó nghĩa là bốn nét ở trên kéo thẳng xuống, tức là nghĩa rằng cái lời nói để đi thẳng vào tâm của mình, nó gọi là trung. Cái chữ trung nó chữ nho nó vậy. Và cái câu thứ tư đó là thượng hạ giai bất xuất, tức là chữ điền. Để chữ điền để chung quanh nó gọn hơn, không có ló phía nào trơn. Thì bây giờ anh nhà nho anh trả lời như vậy, cái ông chủ nhà trọ ông chịu quá đi. Ông rồi vậy là hay lắm rồi. Nhưng mà thôi bây giờ tới ông thầy thuốc. Quý vị nghĩ coi ông thầy thuốc Bắc, ổng thì cái ông thầy nho thì ổng trả lời theo kiểu nhà nho chữ hán. Còn ông thầy thuốc Bắc thì ổng trả lời theo kiểu hốt thuốc của ổng. Ổng nói giờ tới tôi trả lời cho anh thế này nè. Thượng xuất hạ bất xuất, tức là cái ông đó ổng bị bệnh thổ. Thổ tức là ăn không tiêu bị mỡ đó, không đi được trên. Ông nói vậy đó hả, ông nói thượng xuất hạ bất xuất, tức là đi được trên. Cái ông chủ trọ ông nghe kỳ kỳ, mà ông nói đâu cũng nói thêm để nghe thử coi. Rồi cái câu thứ hai đó là hạ xuất thượng bất xuất, thì ông thầy thuốc ông nói vậy là bây giờ tới lúc nó tả, tức là đi đường dưới, đường trên hết đi, bây giờ đi đường dưới, tức là bị bệnh đó. Rồi cái ông chủ nhà trọ ông nói xong, mà ông thầy thuốc nói kỳ vậy, ông nói tôi là cái người hút thuốc thì phải nói theo kiểu hút thuốc chứ sao. Vậy được rồi, thôi giờ nói thêm cái câu thứ ba thượng hạ giai xuất, tức là ông nói là bây giờ đó là trên dưới đều có hết trơn, vậy là cái người này bệnh nặng rồi. Rồi tới câu thứ tư là thượng hạ giai bất xuất, tức là tôi hốt cho ông thang cái út hết bệnh luôn, tức là giờ không xuất trên không xuất dưới nữa. Cái ông thầy thuốc ông trả lời vậy đó. Hai ông trả lời xong rồi, một người thì là nói thanh mà một người nói tục, nhưng mà kỳ thật ra không phải tục. Cái nghĩa nó như cái về chữ nó vậy, nhưng cái nghĩa nó có nghĩa. Bây giờ tới anh nhà quê đó mới trả lời, ảnh mới trả lời cái câu hỏi của cái ông chủ nhà trọ thế này. Ông nói bây giờ tới tôi, bây giờ mấy ông coi nè, mấy ông trả lời là trả lời mấy ông coi tôi nè. Bắt đầu cái ông nhà quê ông trèo lên giường nào. Cái hai ông kia lộn xuống, ông làm gì á, ông trả lời cho ta đàng hoàng nghe chưa, chưa trả lời chưa, ông lên giường nằm á, ông dành giường á, ông nói không phải, hai anh bình tĩnh nè, coi tôi trả lời nè. Cái bắt đầu ông lên giường ông nằm ngay thẳng xong xuôi đàng hoàng, cái ông vũ cái mình ra, sổ cái mình ra, cái ông đắp tự do, ông kéo lên cái tới cái ngực, ông chữa ngực lại, ông nói đây, thượng xuất hạ bất xuất, cái này là cái bằng ngũ quá rõ hay không. Cái bắt đầu hai ông kia không biết làm sao được, nói giờ về tay người ta nhà quê, tới trả lời chữ nhà quê.
thì tới cái câu thứ hai đó, tức là hạ xuất thượng bất xuất, cái ống kéo cái mền lên ống đất, bắt đầu ló hai cái chân. Ừ, cái kiểu mà hạ xuất thượng bất xuất. Rồi bây giờ tới câu thứ ba là thượng hạ gia xuất, tức là ông sắp cái mền là ông đắp chính giữa, ló đầu ló chân. Rồi tới câu thứ tư, tức là thượng hạ gia bất xuất, tức là ông vũ cái mền ra, cái ông đắp bích đầu bích chính, ông nằm ngủ luôn, không ai kéo được ông trơn, ông nằm ngủ luôn. Thì quý vị biết là bây giờ ông chủ nhà trọ, ông nói bây giờ tôi nói với anh nhà nho với anh thầy thuốc đó, hai ông thua ông đó rồi đó. Hai ông này mới tức hỏi sao thua, tại vì hai ông nói mà bằng lý thuyết không à, không có thực hành. Còn cái anh này ta vừa lý thuyết ta thực hành cho nên ta đậu, vậy tôi chấm điểm cho ông này, ông đậu rồi, ông nằm vừa ngủ khò luôn tới sáng, hai cái ông kia ông ngủ ngồi. Thì quý vị nên nhớ qua câu chuyện trên đó, chúng ta mới trở lại cái lý đạo như thế này nè. Ông chủ nhà trọ chấm cho cái anh nhà quê đậu là gì? Ông nói anh nhà quê vừa nói vừa làm, trong nhà Phật gọi là tri hành hợp nhất, tức là lý thuyết mà thực hành thì mới thành công, lý thuyết mà không thực hành không thành công. Hai ông kia ông lý thuyết không mà không có thực hành được. Bây giờ ông nói ông hút thuốc chứ ông có hút đâu, ông kia nói giết chữ nho mà có giết đâu. Thì hai ông chỉ có lý thuyết thôi, không thực hành, cho nên hai ông không đậu được. Thưa quý vị, là người con Phật, là người tín đồ của Đức Thầy mình, cái miệng mình nói, cái tâm phải hành phải tu. Chẳng hạn như chuyến này đó, mình nói mình đi cứu trợ, mình nói phải đi, đi phải có quà. Nói đi là cái lý thuyết, mà quà đó là thực hành. Cái việc làm của mình nó lý thuyết và thực hành đi đôi. Đạo Phật lúc nào cũng vậy, chủ trương lý thuyết thực hành đi đôi đều có ý nghĩa của nó. Hôm nay mình vừa lý thuyết đó, mà mình vừa thực hành, như vậy là mình được đậu rồi, mình được đậu rồi, phải không? Được Đức Thầy chấm điểm cho mình á, mà không biết chấm bao nhiêu điểm thì kiểu đó mình không có biết. Nhưng mà thôi quý vị, nếu tâm chúng ta mà nghĩ rằng thương người, giúp người, chia sớt cho người, lo cho mọi người, đó là cái tâm Bồ Tát hạnh. Hằng ngày người tín đồ Phật giáo và hảo nguyện đó là Nam Mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Vạn Dân Từ Tâm Bát Ái Giải Thoát Nguyên Ly. Nguyện vậy để làm cái gì? Nguyện cho người ta giải thoát, giải thoát là hết khổ. Mà trước khi hết khổ cái tâm linh thì phải giúp cho người ta hết khổ sắc thân cái đã. Dù rằng 3 ngày, 5 ngày được sống, không cần phải nói dài, nhưng cái đó cũng là cái hết khổ của họ. Vì vậy cho nên đối với chúng ta, ta lý thuyết mà ta thực hành là cái điểm rất là cao. Điểm rất cao. Do đó tôi đọc lại câu hồi nãy Đức Thầy viết đó. Trần phú quý thì trần không thả, chớ còn ta cứ khổ lao hoài. Đức Thầy lúc nào cũng lo cho nhân loại, lo cho chúng sinh. Mình được cái phước lớn hơn những người khác ở nơi giải Trường Sơn, nơi miền ngoài. Vì vậy nó mình có đạo nè, mình sống nơi nước ngọt nè, gạo trắng nè, mình sống nơi cái xứ Phật ra đời, mình quá ư là phước đức lớn, quá ư là phước đức lớn. Từ cái phước đó mình chia sẻ cho họ, thí dụ mình được 1000 cái phước, mình chia 100 cái có sao đâu, mà chia hết cũng được hả? Chia kể như ông cấp cô đọc cái đó, mình không có mất phần cái gì. Các cô đọc mình là nhà bá hộ, còn đành lòng bố thí xả thân, chữ vinh hoa phú quý chẳng cần, miễn hiểu đạo hơn là châu báu. Bữa đi này, lần đi này, chúng ta vì cái đạo mà đi, không phải vì món quà mà đi, không phải vì thương người mà đi. Đã vì cái đạo thì có quà trong đó, là có tình thương ở trong đó. Do đó chúng ta có cái chuyến đi này là chúng ta vì cái đạo mà đi. Tất cả quý vị trên xe nói riêng này, xe này và hai xe kia cũng vậy, có mặt ở đây chúng ta không phải vì cái chuyến đi tham quan Cực Lạc, mà vì cái chuyến phát quà sẵn tiện đi tham quan. Đặt cái gì? Cái đạo làm chính, đặt cái đạo làm chính. Vậy thì chuyến này đi bằng cái thực hành, bằng tình người, thương người, giúp người, chứ không phải bằng cái lý thuyết đó. Nhưng mà thực hành sao quý vị? Thực hành đó nó nhiều cái môn thực hành lắm, nhưng thôi tôi nói ba cái ý thôi. Thứ nhất, cái thực hành của mình á, là Đức Thầy dạy là làm hết các việc từ thiện đó. Bữa nay cũng là một việc từ thiện trong nhiều việc từ thiện. Hai chữ từ thiện là gì? Tức là lấy lòng từ mà làm việc thiện. Bữa nay vì mình có lòng từ là lòng thương người mới đi làm việc thiện. Đêm nay ở nhà ngủ khò không sướng thân sao? Đi ngủ trên xe chỉ cho giấc giả trần ai vậy? Rồi cũng phải tốn tiền nữa. Nhưng không, vì lòng thương người mà có mặt, vì lòng thương người mà phải đi. Đó là ý nghĩa của mình qua lời Đức Thầy chỉ dạy. Đó là lý thuyết mà có thực hành. Ta đã nói được rồi, ta cần phải tu được nữa. Đó, vậy thì cái thứ nhất là làm hết các việc từ thiện.
hết các việc từ thiện không có nghĩa là tối ngày mình để lo làm từ thiện không mới gọi là hết, không phải vậy. Mà việc thiện nào thuận duyên có mặt, động viên nhắc nhở, người nào đó động viên nhắc nhở mình cứ làm. Ngày mai ở nhà mình có một cái người nào đến trước cửa mình xin 5,000, 10,000, đó là cái phước của mình đến đó. Phước của mình đến thì mình cứ làm việc thiện ngay. Lúc trước đây, cách đây khoảng chừng 5 hoặc 6 năm gì đó, lúc đó ban thị trấn Cờ Đỏ đã tổ chức cái ban trị sự xong rồi, thì tôi có đến đây tham dự, và cái nơi đó có tổ chức niệm Phật nữa. Cái bữa đó là cái buổi thuyết giảng. Ông chú Năm ở tại chợ Cờ Đỏ mà tôi không biết tên của ổng. Ổng là cái người giàu lắm nhưng mà ổng tinh thần bố thí rất là mạnh. Ổng tu không phải bố thí không, mà ở nhà là ổng chuyên lo niệm Phật không à. Tối ngày con mấy cô mấy em mấy cậu ở nhà nói à, tối ngày ba chứ nè, cái miệng nhép niệm Phật không tối ngày gì đó. Mà thấy ai xin á, con ơi cho anh ta đi con, mình sống hoài cũng dư lắm rồi, ta xin cho anh ta đi con. Hãy gặp ai ấy, con ơi ta xin kìa con, cho anh ta đi con. Bữa đó đó, ông nói thế tôi với ông ngồi tâm sự, ông mới nói thế này nè. Ông nói đệ à, cái nhà mình mà mở cái cửa lớn rộng ra đó, nhiều người vô mới được á đệ. Còn mở mày hé hé vô người với hai à đệ ơi, không có vô được nhiều. Ông nói mình hiểu cái ý, mình hiểu ý, mình không có nói. Không nói nhưng mà ông mới nói luôn, ông nói cũng vậy đó đệ, cái người tu á mà mở rộng tâm hồn ra phước vô mới nhiều đệ ơi. Còn cái người tu mà cái tâm hồn mà không có mở rộng, mở tí tí đi ha, he he chút chút đi, phước vô xỉu rồi đấy. Tự ông nói rồi tự giải nghĩa cho mình hiểu. Thì thưa quý vị, vậy thì ở đây Đức Thầy dạy mình làm hết các việc từ thiện. Nói vậy quý vị đừng buồn, bữa nay mà không làm việc thiện lỡ ngày mai không còn làm được rồi sao, phải không? Mình có chắc rằng ngày mai mình còn làm được nữa không? Tu đừng hẹn ngày mai, làm phước đừng hẹn ngày mai, nghỉ hẹn kiểu đó đi, mà phải làm ngay từ bây giờ. Mình lý thuyết về thực hành mà, không cần phải ngày mai. Đó. Cái thứ hai, thực hành của mình là tránh tất cả điều độc ác. Cái người đi làm từ thiện phải bỏ ác mới được. Làm từ thiện mà không bỏ ác là cái tánh ác mình nó còn, mà nó còn là nó vi phạm cái điều ác đó, nó phá hoại cái phước của mình đó quý vị à. Nên do đó chúng ta phải tránh điều độc ác, đặng ta giữ cái phước lại. Mục đích thì làm phước, mà để cái điều ác nó phá phước hoài sao được. Cái thằng tội mà nó quýnh thằng phước chết queo hoài thôi khổ lắm. Bây giờ phải làm sao để cho thằng phước nó dĩa còn tội mới được, quýnh cho nó tiêu còn tội mới được. Tức là chúng ta cần phải tránh ác. Đó là cái thực hành thứ hai của cái anh nhà quê. Ngoài vấn đề ta làm hết mọi việc lành, rồi chúng ta còn phải tránh những điều ác mà Đức Thầy đã cấm, đã dạy tín đồ đừng nên vi phạm. Và đặc biệt cái thứ ba đó là thực hành đó bằng cái là quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Việc thiện của mình đã làm xong, không cần biết, không cần ai khen, không cần ai nhắc, mình cũng không cần nhớ cái đó đi làm gì, coi như xong như gió thoảng bay bay. Giống như bánh xe đang lăn trên mặt lộ, bánh xe lăn không có quyền kéo mặt lộ theo, mặt lộ không có quyền vịn bánh xe lại. Bánh xe là bánh xe, mặt lộ và mặt lộ, bánh xe và mặt lộ hoàn toàn không can dự nha. Mình làm phước làm xong rồi thôi, không cần nhắc người đó thọ phước của mình, cũng không cần nhớ món quà mình để cho họ, xong rồi thôi, làm xong bổn phận rồi thôi, biết làm hết bổn phận rồi thôi. Như vậy tức là cái tấm lòng mình không còn cái vết nhơ phân biệt với ngã trong đó, gọi là rửa cho trong sạch. Dạ, một khi nó không còn vết nhơ thì cái sân si phiền não nhân ngã của mình nó cũng hết luôn. Vậy là rửa nó dễ lắm bây giờ, rửa dễ. Còn nếu nó còn dính hoài, rửa trần ai vậy đó, rửa dữ lắm khó. Cái áo của mình dơ dễ rửa, đồ dơ dễ rửa, xe dơ dễ rửa, ha. Cái tâm dơ khó rửa lắm, khó rửa lắm. Quý vị nghĩ coi, thì ra đời hôm nay là 83 năm rồi đó. Mình không biết tu mấy năm, mình không biết mà... Không biết quý vị trên xe có ai rửa sạch chưa, chứ còn tôi nói thiệt, tôi rửa chưa sạch vậy đó. Còn dở không quý vị đó. Chắc cái giáo lý viên này chắc rửa hay lắm mà, tối ngày đi thuyết giảng về đây mà. Mô Phật. Thì mong rằng khi chúng ta làm như vậy là cái sự tu tập của mình đã có. Vậy thì cái việc làm từ thiện mình không cần nhớ, việc tránh điều ác mình cũng không cần ghi. Tất cả là bổn phận để tu, bổn phận để làm, bổn phận để giúp đời mà thôi. Ngoài ra mình không có gì được khác đó. Như vậy tức là mình thực hành. Mình thực hành quá nhiều quê. Một là thực hành làm hết các việc từ thiện. Hai là thực hành tránh tất cả điều độc ác. Ba
là thực hành quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Bởi vì việc thiện đó mà mình làm được cũng do tâm mà ra, việc ác mà mình bỏ được cũng do tâm mà ra. Vì vậy hết cái tâm mà nó trong sạch rồi là việc ác bao nhiêu cũng bỏ được, tâm mà hãy trong sạch rồi là việc thiện bao nhiêu cũng làm được, lớn cỡ nào cũng làm được, việc thiện lớn cỡ nào cũng làm được, mà việc ác lớn cỡ nào cũng trừ được. Đó là cái cốt cách của mình. Như vậy thì thưa quý vị, chúng ta nhớ lại cái công lao lớn lao của thầy ra đời thầy dạy. Quý vị nhớ Đức Thầy có giữ cái gì không? Đức Thầy có giữ cái căn nhà của Đức ông không? Đức Thầy có giữ cái chiếc xe, chiếc ghe của Đức ông không? Đức Thầy có giữ miếng ruộng, miếng vườn của Đức ông không? Tất cả đều bỏ hết. Vì ai? Vì nhân loại chúng sinh, trong đó có mình, trong đó có mình. Mà bây giờ mình đang hưởng cái phước của Đức Thầy đó. Đó. Do đó mà nhớ cái công lao của Đức Thầy đó. Thưa quý vị, chúng ta hãy ráng tu. Chúng ta ráng tạo cho mình cái phước để ngày mai chúng ta cùng tồn tại mãi mãi trên cõi đời này. Có người ngày mai khi đã có là chúng ta rất hạnh phúc bao nhiêu. Hoàn cảnh bây giờ quý vị thấy ở miền Tây của mình nó dễ, đường mình đi ra tới chỗ cứu trợ nó thuộc dãy Trường Sơn rồi, từ đó dài ra ngoài thuộc dãy Trường Sơn rồi. Thứ nhất là khổ gì địa tai, mỗi người có một thửa ruộng tí ti, trời nắng thì nắng khô, trái lúa trái cây lấy đâu mà sống, trời mưa thì ngập lụt hết à, lấy đâu có để mà sống. Mình không thương họ, mình không giúp họ, ai giúp bây giờ đây? Và họ không làm ai làm, đợi hay giờ. Rồi thứ hai đó là giông gió bão bùng cũng gây ra đau khổ đói khát cho họ. Một trận mưa sáng xuống rồi lũ lụt như mấy năm trước, nhất là cái khổ nạn năm rồi, vừa mưa lũ đói khổ rồi, vừa bệnh dịch đói khổ nữa, mà người miền Tây của mình muốn đi cứu trợ đi không được. Quý vị thấy không, năm rồi muốn làm bước mà làm không được á. May mà năm nay á tình thế yên ổn, cũng nhờ Tam Bảo á, nhờ Đức Thầy, nhờ các bậc xuất thế che chở, nhờ mình thường ngày là cầu cho đời sống lặng gió êm, đặng bá tánh an nhàn tu niệm, cho nên hôm năm nay mới được bình an thế này. Tổ chức cuộc đại lễ của Đức Thầy quá ư là vinh dự, là người con Phật không vinh hiển lắm sao. À, do đó mà năm nay có dịp đi làm phước, làm xong có dịp làm nữa, có dịp làm nữa. Mình cứ thương người, cứ giúp người, cứ làm hết bổn phận của mình. Không cần biết ngày mai còn bao nhiêu tiền, mà chỉ biết ngày mai coi chừng tội hay là phước. Đó là điều quan trọng. Nếu ngày mai có phước rồi, chúng ta lên tiên cảnh, về liên đài, về cực lạc, bật sức mà hưởng cái gì đó. Làm á là phước không có bao nhiêu mà hưởng nhiều nữa, thiệt quý vị, nó lời thập bội á, không phải ở đây cái công đâu, nó thật luôn. Mình làm không có bao nhiêu, cho nên chuyến đi à, mấy trăm triệu, có ai sức mình đâu, đâu có, người triệu hai triệu đâu có nhiêu, đâu có đáng đâu. Nhưng mà hưởng vô lưu lượng vô biên thấp đó, nó mới nói chơi đâu, quý vị không tin về cực lạc thử coi biết. Phải không? Thì thưa với quý vị, thôi thì qua một câu chuyện và qua một vài cái lời bình mà chúng tôi cùng với quý vị đi mình chia sẻ với nhau trong cái buổi tối này, rồi sáng mai hoặc ngày mai có nhân viên chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ nhau nữa. Đáng lẽ ra giờ này tôi phải liên lạc bên chị Bảy, tôi qua xe chị Bảy một cấp mới phải, không biết ba tôi chứ có cho phép hay không. Chơi mình như thế này là mình thấy mình không công bằng đó ông Ninh ơi. Thì mong rằng toàn thể chúng ta nên làm hết bổn phận của mình trong đời sống. Khi chúng ta còn được một hơi thở này là chúng ta sẽ còn được tạo điều kiện phước đức cho mình. Lúc đó mặc sức mà mình hưởng. Để ngày mai chúng ta không còn thở nữa, chúng ta không hối hận. Vì điều ác chúng ta đã bỏ được rồi. Vì điều thiện chúng ta làm được rồi. Và chúng ta đã rửa tấm lòng trong sạch được rồi. Ta không thẹn với tổ thầy khi ngày thầy mình trở lại. Không thẹn với Tam Bảo. Và cũng khỏi thẹn với con lành Phật giáo. Thì thôi, chưa phải là lời chúc cuối, mà cái lời chúc đó ngày mai mình sẽ hoàn thành cái công tác từ thiện của mình. Đối với nhân loại nói chung, tất cả đều là một thôi chứ không có gì là khác. Thì bây giờ chúc quý vị sức khỏe ha, dồi dào, để chúng ta tiếp tục cái công trình của mình cho nó xong trong những chuyến đi. Chừng nào về đó là sẽ tính sao. Xin kính chào, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.